Người ta nói là dấu chân tiên nha mọi người. Ở đây là cái hang, đi vô đây. Vô đây thì không có gì hết. Sao ai phát hiện trong này có cái dấu chân? Hay vậy? Mà tôi thấy chỗ đó là giống như có dấu vết của có con người đụng chạm vô á. Thì đó, thấy cái bụi cây bên trong không, mà nó thành tạo thành nguyên cái hang đó. À không, cái đó là có người ta lủi vô, người ta cứ chui chui vô thì nó có. Sao nó đều vậy? Sao mà tạo được? Tạo được mà. Cái cây vậy đúng không? Ông cứ tẻ hai cái cây ra, ông cứ luồn vô trong đó ông đi á, là tự nhiên là nó sẽ che mà, che nó mềm. Mà ông đó, ông nói chỗ đó là đường cục. Thì hồi trước có người ta xuống đi được, có người ta đi được. Ai mà đi mà lúng xi măng vậy sao? Đúng lúng đá. Không tin đâu. Không tin. Đây có gì đâu. Muốn đi theo ổng kìa, ổng chỉ kìa. Có ai bị chích hả? Có bị nãy nè, sao không ông nè? Là bà chị cậu cũng thấy nè. Phải không? Đó không còn đó. Đi vòng qua đi. Cái gì? Còn chân cậu á. Từ từ thôi, không ông trên, đừng về rồi đó. Đó đâu, tỏ không đâu. Đó. Tỏ không lá, cây, cây xíu rồi đó. Cây kẻ cây kìa. Thấy không? Cây cái rễ dưới lên tí xíu. Không thấy gì luôn. À, thấy rồi. Thấy không? Nãy dẫn ông kia vừa ban. Chút xíu gì mà nó ghê vậy ha? Ừ. Em thấy cái nón màu đỏ. Hoặc đỏ không kẹp á. Ê, cái là đẩy liền. Đó, nó ăn nó không có bị.